trời chuẩn bị mưa các bạn, cho nên mình test nhanh bật lửa ha các bạn. Đây là một cái chạc mini ha. Rất là may mắn các bạn, rất là may mắn ha. Đây là cây đào rừng chặt bẫy nha các bạn, nó là mini. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha, cảm ơn các bạn.